Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 26 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và triển khai chuyên đề Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện đã được nghe đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, truyền đạt chuyên đề xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã làm rõ, sâu sắc thêm về khái niệm phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bao gồm nghị quyết 04 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết 05 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với một số lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết 06 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, đồng thời đã triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chuyên đề đến các đảng bộ, chi bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt một cách nghiêm túc chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và các nghị quyết theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, xây dựng kế hoạch, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhận thức sâu sắc, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết. Các địa phương đơn vị căn cứ tình hình, đặc điểm xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết 04 để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, từ đó nâng cao đời sống cho nhân dân, cũng như thực hiện tốt nghị quyết 05 nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, nghị quyết 06 để phát huy thế mạnh du lịch của huyện, nhất là khai thác vườn quốc gia Vũ Quang với hồ Ngàn Trươi và thành cụ Phan Đình Phùng để kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch, thu hút khách tham quan. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như chăm sóc cây trồng vụ xuân, đảm bảo phòng chống dịch bệnh vật nuôi, phát triển cây cam, trồng rừng nguyên liệu, nhất là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Chiều ngày 1 tháng 3, huyện nhà đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Tới dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Theo đó, năm 2018 sẽ tiến hành tổ chức huấn luyện cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dự bị động viên, dân quân tự vệ 12 xã thị trấn, đồng thời bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Tại lễ ra quân huấn luyện, cùng với quán triệt các chỉ lệnh huấn luyện, ký giao ước thi đua, huyện đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang quyết tâm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn về mọi mặt, tiến hành tổ chức diễu hành, duyệt đội ngũ, biểu diễn các màn võ thuật thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Sau huấn luyện, huyện Vũ Quang sẽ tổ chức hội thi, hội thao, đánh giá chất lượng huấn luyện, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt loại khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi. Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ghi nhận và biểu dương tinh thần ra quân huấn luyện, đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang huyện nhà cần tiếp tục quán triệt, tiếp thu sâu sắc các quan điểm quân sự quốc phòng của Đảng, thực hiện tốt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và địa phương. Công tác huấn luyện phải đi đôi với công tác dân vận và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện nhà.
Sáng ngày 27 tháng 2, Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết chương trình nông thôn mới đô thị văn minh năm 2017, kết quả thực hiện chính sách theo nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân huyện và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự kiến hội nghị tổng kết chương trình nông thôn mới đô thị văn minh và cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 3 tới. Để hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp, tại buổi làm việc, các thành viên đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2017, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, kết quả thực hiện chính sách theo nghị quyết 03 về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã và kế hoạch cụ thể tổ chức hội nghị. Theo đó, về báo cáo, các thành viên ban chỉ đạo đề nghị cơ quan thường trực cần ra soát, nắm bắt số liệu chính xác để có đánh giá sát thực, tránh chồng chéo. Đồng thời có đánh giá cụ thể về sự tham gia, đóng góp của các ngành, các thành viên trong quá trình thực hiện chương trình. Nêu rõ hơn những việc đã làm được cũng như những tồn tại hạn chế. Về phần chỉ tiêu kế hoạch, không nên nêu cụ thể 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, mà nên dùng từ các xã còn lại. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã cho ý kiến về danh sách khen thưởng tại hội nghị tổng kết. Đa số đều cho rằng, chọn những tập thể cá nhân thực sự tiêu biểu, trong đó nên tập trung khen thưởng khích lệ các thôn, khu dân cư, vườn mẫu và hạn chế đối với các phòng ban chuyên môn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hữu Bình yêu cầu việc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh phải nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, có ý nghĩa thiết thực, mang lại không khí vui tươi, là hội nghị có tính chất biểu dương và động viên nhân dân tiếp tục làm tốt phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hội nghị cũng cần đánh giá và đưa ra được chỉ tiêu cụ thể và bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Về báo cáo thực hiện phát động cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ dân phố văn minh, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cuộc thi khẩn trương tổ chức đi thẩm định, đánh giá lại 10 vườn mẫu tiêu biểu để sắp xếp thứ tự cụ thể. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn bổ sung hoàn chỉnh lại các báo cáo, số liệu để thường trực ban chỉ đạo nghe trước khi tổ chức hội nghị. Cùng với đó, lên kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thật cụ thể về thời gian, thành phần, danh sách các tập thể cá nhân được khen thưởng và một số nội dung khác trong chương trình hội nghị tổng kết. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2018 và 29 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà đồn biên phòng Hương Quang. Mặc dù hoạt động trong điều kiện đặc biệt khó khăn, không đường bộ, không điện, không dân, không có sóng điện thoại, song phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng biên phòng Việt Nam, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Quang đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với tặng hoa chúc mừng, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồng thời ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hương Quang trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn lực lượng Bộ đội Biên phòng Hương Quang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết khắc phục khó khăn, bám trụ trên tuyến biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của huyện nhà. Thay mặt đồn biên phòng Hương Quang, Trung tá Trần Đình Thám, đồn trưởng đồn biên phòng Hương Quang cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện đối với lực lượng trong thời gian qua. Tập thể lực lượng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cũng trong chuyến đi, đoàn đã thắp hương tại miếu cụ Phan Đình Phùng tại thôn Kim Quang, xã Hương Quang cũ. Sáng ngày 27 tháng 2, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện nhà đã đến tặng hoa chúc mừng lãnh đạo nhân viên phòng y tế huyện, trung tâm y tế dự phòng và bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang nhân kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2018.
Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ huyện nhà trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều hạn chế, thiếu thốn, vừa sửa chữa vừa đầu tư nâng cấp, nhưng đội ngũ y bác sĩ từ huyện đến cơ sở vẫn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần y đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, được nhân dân tin yêu mến phục. Đồng chí Phạm Hữu Bình mong đội ngũ y bác sĩ huyện nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt phẩm chất, đạo đức, chuyên môn của người thầy thuốc, tận tình chăm sóc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khẳng định được uy tín đối với người dân và thu hút người dân đến khám chữa bệnh. Gần với đó, các đơn vị y tế cần làm tốt công tác quản lý cán bộ, quản lý hành nghề y dược trên địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình y tế quốc gia. Cũng nhân dịp này, một số cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể huyện đã đến tặng hoa chúc mừng các cơ quan ngành y tế huyện nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Sáng ngày 3 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Bồng tổ chức khai mạc giải bóng chuyền nữ chào mừng 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 2018. Tham dự giải có 10 đội bóng đến từ 8 thôn và 2 trường tiểu học, mầm non. Các đội chia làm 3 bảng thi đấu, trong đó có 2 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội, tiến hành thi đấu vòng tròn để lấy 2 đội nhất ở các bảng có 3 đội và 2 đội nhất, nhì ở bảng có 4 đội vào thi đấu bán kết và chung kết. Với tinh thần thể thao vui khỏe, ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, nhiều trận đấu kịch tính hấp dẫn, được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Giải bóng chuyền nữ xã Đức Bồng nhằm khơi dậy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn xã, nhất là môn bóng chuyền nữ, là hoạt động bổ ích, tạo không khí vui tươi, thi đua sôi nổi, giao lưu học hỏi, xây dựng đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhất là chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chiều ngày 27 tháng 2, huyện nhà đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống tiễn anh lên đường nhập ngũ năm 2018. Tới dự và động viên có đồng chí Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã thị trấn. Trong đợt 1 năm 2018, huyện Vũ Quang được giao chỉ tiêu 36 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 30 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 6 thanh niên làm nghĩa vụ công an. Để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, trước đó huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát những thanh niên trong độ tuổi và thực hiện nghiêm túc các quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Hiện nay các thanh niên trúng tuyển đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Đây là những thanh niên ưu tú, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Tại buổi gặp mặt giao lưu văn nghệ, các tân binh đã nghe các bác cựu chiến binh nói chuyện truyền thống về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, nhất là sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những kỷ niệm sâu sắc trên các chiến trường trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, các tân binh nguyện hứa sẽ phấn đấu rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, công an, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi xuất ngũ trở về địa phương sẽ là những công dân có đầy nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị và sẽ có nhiều đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Theo kế hoạch, ngày 6 tháng 3 tới, huyện Vũ Quang sẽ tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị Trung đoàn 1 Sư đoàn 324, Trung đoàn 841 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Tổng cục 8 Bộ Công an. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, cùng với nhiều tân binh khác ở các địa phương, 36 tân binh ở huyện miền núi Vũ Quang sẽ lên đường nhập ngũ năm 2018. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng Cần Vương, các tân binh ở huyện Vũ Quang đang vui mừng phấn khởi, quyết tâm lên đường hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của tân binh Lê Sĩ Nguyên ở thôn 7, xã Đức Bồng luôn đông vui, nhộn nhịp khi được lãnh đạo, ban ngành các cấp và bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên trước khi lên đường nhập ngũ. Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố bị mù nhiều năm nay, Nguyên là lao động chính của gia đình. Nguyên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tất cả công việc sẽ đè nặng lên đôi vai gầy gò của mẹ. Trước những trăn trở ấy, sự động viên của mọi người, nhất là từ bố mẹ, Nguyên đã bớt đi những lo âu và quyết tâm lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Em sinh ra trong một gia đình khó khăn, phải đi làm sớm với gia đình. Nhưng sau khi được giấy gọi lên đường nhập ngũ, em rất vui.
và em xin hứa vào trong đội ngũ quân đội, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước được giao. Sau khi đi tuyển thì con cũng là đủ sức khỏe đi, thì đến thì nói chung cái gia đình nhà tôi cũng vui vẻ thôi, nhưng mà giờ mong là con có sức khỏe để phục vụ là cho tốt trong quân đội, rồi thì có khó khăn gì thì nhờ cấp đến giúp đỡ. Hôm nay được mang trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, tân binh Phan Văn Dũng ở thôn 5 xã Sơn Thọ hết sức vui mừng phấn khởi. Tuy gia đình em còn nhiều khó khăn, mẹ mất sớm, em ở với bố và bà nội, nhưng vừa học xong trung học phổ thông, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Không chỉ mong ước được đi nghĩa vụ quân sự, em còn luôn ao ước được cống hiến, phục vụ lâu dài trong quân đội. Do vậy, em sẽ quyết tâm rèn luyện và học tập thật tốt. Cháu vào được, nhập ngũ được, thế là cũng gia đình phấn khởi. Trong cho cháu vào đây được là huấn luyện, thế rồi cháu được nên người, và cháu làm cho tròn nhiệm vụ, và cháu là trên giáo phó những việc gì là cháu phấn khởi và hăng hải làm việc. Năm 2018, huyện Vũ Quang được giao 36 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 30 nghĩa vụ quân sự và 6 nghĩa vụ công an. Để đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu trên giao, huyện Vũ Quang đã thực hiện tốt công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ. Nhờ vậy mà sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị và phẩm chất đạo đức của các tân binh rất tốt. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ quân sự, những ngày qua, huyện Vũ Quang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, nói chuyện truyền thống cách mạng, gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các tân binh. Sự chia sẻ động viên kịp thời ấy đã tạo thêm quyết tâm cho các tân binh lên đường nhập ngũ lần này. Chúng tôi đã tổ chức cho thanh niên là liên hoan tặng quà, gồm có là các cái đơn vị như là các cái ban ngành đoàn thể, rồi cấp ủy chính quyền, đã động viên các cái thanh niên cũng như các cái gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ để đảm bảo là các cái quy định. Thực hiện cái công tác tuyển giao quân năm 2018, Ban Chỉ huy huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban và hội đồng nghĩa vụ quân sự của huyện làm tốt đúng cái quy trình công tác tuyển giao quân. Thứ nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục từ huyện đến cơ sở nhằm khơi dậy cái tinh thần yêu nước của toàn dân cũng như là thanh niên nhập ngũ năm 2018. Cái thứ hai là làm tốt công tác là khám tuyển nghĩa vụ để nằm chặt chẽ, công khai, công bằng nhằm để chọn ra những quân nhân đủ sức khỏe, điều kiện sức khỏe để nhập ngũ vào trong quân đội. Cái thứ ba là ra soát chặt chẽ về cái lai lịch chính trị cũng như đạo đức, phẩm chất đạo đức của người thanh niên để là tuyển chọn những người là ưu tú nhất để phục vụ trong hàng ngũ quân đội. Cái thứ tư là làm tốt cái công tác gặp mặt tổng tặng quà và động viên cái tinh thần của là thanh niên nhập ngũ. Theo kế hoạch, ngày 6 tháng 3 tới, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vũ Quang sẽ tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị Trung đoàn 1 Sư đoàn 324, Trung đoàn 841 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Tổng cục 8 Bộ Công an. Với sự động viên khích lệ kịp thời đối với các tân binh và gia đình, sự chuẩn bị lễ giao quân chu đáo, tin rằng lễ giao quân năm nay, huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu trên giao, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi. Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sau những ngày vui Tết đón xuân, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nhân dân trên địa bàn huyện đang tập trung chăm sóc, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây ăn quả nhằm đảm bảo cho cây phát triển, đủ sức cho vụ mùa tiếp theo. Sau kỳ thu hoạch quả vừa qua, hiện tại các loại cây ăn quả có múi đang trong thời kỳ đâm chồi, ra hoa. Để tăng khả năng đậu quả cũng như đảm bảo sự sinh trưởng phát triển cho cây, trong những ngày này bà con nhân dân đang tranh thủ cắt tỉa cành, sới cỏ, làm sạch gốc, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ các loại sâu, nấm bệnh gây hại cho các diện tích cây ăn quả có múi. Ngoài chăm sóc, bà con nhân dân các địa phương trong huyện cũng đã trồng mới được hàng chục hecta cam. Huyện Vũ Quang hiện có trên 2.800 hecta cây ăn quả có múi, trong đó hơn 55% diện tích đã cho thu hoạch. Trong những năm qua, cây cam đã mang lại nguồn thu lớn, giúp người dân thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống khá giả, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Riêng trong năm 2017, ước tính sản lượng cam của huyện Vũ Quang đạt khoảng trên 17.000 tấn, mang về nguồn thu gần 570 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng giá trị các ngành kinh tế của huyện. Cùng với chăm sóc các diện tích cây ăn quả có múi, hiện nay bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện cũng đang tập trung ra đồng để chăm sóc các diện tích lạc và ngô vụ xuân đã gieo trỉa. Vụ xuân 2018, huyện Vũ Quang gieo trỉa 607 hectare lạc và 372 hectare ngô. Để đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng, huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân khai thác hết quỹ đất, sử dụng các bộ giống có phẩm cấp cao, khả năng sinh trưởng phát triển tốt như giống lạc L14, giống ngô C4199, mầm xanh 10, NH68, NH88, CP3Q. Cùng với đó, huyện Vũ Quang đã kịp thời có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân dân sản xuất như cấp 1,4 tấn ngô giống từ Cục Dự trữ Quốc gia. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo nên phần lớn diện tích hoa màu đã được bà con nông dân gieo trỉa khép kín trước Tết Nguyên đán. Hiện đang phát triển khá tốt, có từ 6 đến 7 lá và chưa xuất hiện sâu bệnh phá hại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Quang đang ra đồng, làm cỏ, xới sáo và bón thêm phân đạm cho cây lạc, ngô, sinh trưởng và phát triển tốt. Sáng ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang phối hợp với Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tư vấn học nghề, tư vấn du học, tìm việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 cho nhân dân các xã Ân Phú, Đức Giang và Đức Lĩnh. Tại hội nghị, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã thông tin về thực trạng cơ hội học tập và việc làm hiện nay trên địa bàn tỉnh và cả nước, những nguy cơ tiềm ẩn khi tham gia các dịch vụ việc làm, du học, xuất khẩu lao động không chính thống. Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. Ngoài ra, nhà trường cũng đã cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, việc làm tại thị trường trong và ngoài nước, điều kiện tuyển dụng, chế độ và kinh phí đào tạo, thu nhập, đồng thời dành nhiều thời gian để giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động trước khi tuyển dụng. Trong đó nêu rõ một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo của tỉnh, giới thiệu một số thị trường lao động tiềm năng dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, đi du học theo chương trình vừa học vừa làm, tư vấn những điều người lao động cần biết thêm khi đi du học và xuất khẩu lao động, cũng như những hỗ trợ về thủ tục pháp lý của Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh dành cho các đối tượng trên. Những nội dung được giới thiệu tại hội nghị sẽ giúp cho người lao động có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và các ngành du học và xuất khẩu lao động. Từ đó lựa chọn cho mình và người thân ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Được biết, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ phối hợp với Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức tư vấn học nghề, du học, tìm việc làm cho nhân dân 12 trên 12 xã thị trấn. Thưa quý vị và các bạn, đảm đang, chịu thương, chịu khó, phát triển kinh tế, xây dựng vườn mẫu giỏi là những nhận xét của người dân dành cho chị Nguyễn Thị Nga, thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Sau những ngày tất bật thu hái cam xuất bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị Nguyễn Thị Nga, thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh lại tiếp tục bắt tay vào làm cỏ, bón gốc cho cây cam đơm hoa kết trái. Trong nắng xuân ấm áp, vườn cam nhà chị lại đua nhau nở hoa trắng xóa, báo hiệu một vụ mùa trĩu quả. Đây là thành quả sau hơn 10 năm nay, gia đình chị Nga đào đất lật cỏ, khai hoang đồi núi trọc và cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang trồng cam. Bước đầu bắt tay vào trồng cam, gia đình chị Nga đã gặp rất nhiều khó khăn, từ thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, nhân lực lao động. Tuy nhiên, với bản tính siêng năng cần cù, mạnh dạn trong đầu tư, cùng với sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tín chấp cho vay vốn, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, tham quan các mô hình trồng cây ăn quả trong và ngoài huyện, dần dần đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn. Khi gia đình tôi ra riêng thì tôi gặp rất nhiều khó khăn, đó là về kinh tế. Về kinh tế rất khó, thiếu vốn, nên là chị em phụ nữ đã đến động viên gia đình tôi là cho vay vốn ngân hàng. Ở như thế này mình phải cố gắng để làm từng giai đoạn một. Thứ nhất là mình phải xẻ cây, phá những cây vườn tạp không sử dụng được và sau đó mình làm tiếp từng giai đoạn để cố gắng trồng cam. Và đến thời điểm này vườn của nhà tôi đã gần 300 cây, đã thu hoạch được một nửa, còn một nửa sắp thu hoạch. Tổng thu nhập của hàng năm đó là 180 triệu một năm.
Với cách làm lấy ngắn nuôi dài, xen lẫn trồng cam, chị Nguyễn Thị Nga còn trồng thêm nhiều loại cây ngắn ngày như nghệ, gừng, hành tăm, hồng không hạt và đồng thời tiến hành trồng giàn trải cây cam hàng năm. Cách làm này đã giúp chị tận dụng tối đa sức lao động trong gia đình, không phải thuê mướn ngày công và nhất là đã giải quyết được bài toán thiếu vốn. Sau nhiều năm đào đất lật cỏ, đến nay vườn cam của gia đình chị Nga đã có hơn 300 gốc, trong đó hơn 150 gốc đã cho thu hoạch. Đi đôi với trồng cam, gia đình chị Nga còn chăn nuôi 3 con bò, hàng trăm con gà, hàng năm cung cấp một lượng lớn phân chuồng, giảm được chi phí mua phân hóa học để bón cho cây, góp phần làm tăng tuổi thọ cho cây cam. Đồng thời, gia đình còn sản xuất hơn một mẫu đất lúa và hoa màu để lấy lương thực, phục vụ chăn nuôi. Đầu năm 2017, chị đã được chính quyền và Hội Phụ Nữ xã tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng vườn mẫu. Vốn là người đảm đang, lại được khuyến khích, nên trên cơ sở hiện trạng sẵn có, được hướng dẫn quy hoạch vùng, chị đã trồng và lắp đặt hệ thống vườn rau sạch cùng một số nội dung cần thiết như hàng rào xanh, trồng hoa, cây cảnh, bố trí vật dụng sinh hoạt. Đến cuối năm 2017, vườn của gia đình chị Nga đã được công nhận đạt tiêu chuẩn vườn mẫu cấp huyện. Chị Nga thì là một chị thì xuất phát từ hai vợ chồng là thuần nông. Trong cái hoàn cảnh của chị là mới sinh ra, rồi con đang nhỏ. Nhưng mà chị là luôn luôn tận tạo lao động. Hai vợ chồng bảo ban nhau và chúng tôi thì đến thì chị cũng là một lần hướng dẫn thì chị các chị đều là chấp hành và làm rất tốt. Sáng năm thì chúng tôi cũng xây dựng thêm một cái số vườn mẫu nữa, nhưng mà cũng là lấy đấy là một cái mô hình điểm để có thể là đưa chị em và một số cái gia đình đăng ký vườn mẫu đến để học hỏi. Không chỉ làm kinh tế giỏi, đi đầu trong xây dựng vườn mẫu, chị Nguyễn Thị Nga còn là hội viên phụ nữ gương mẫu, tiên phong trong các phong trào của địa phương, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cung ứng giống, tư vấn khoa học kỹ thuật để cùng nhau phát triển kinh tế vườn đồi, giảm nghèo nhanh, bền vững. Ngoài ra, chị còn là người vợ đảm đang, nuôi dạy con cái chăm ngoan, kính trên nhường dưới, quý trọng tình làng, nghĩa xóm, là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình 503 sạch trên địa bàn. Chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.